xin chào tất cả mọi người. Bây giờ sẽ hai chị em mình sẽ đi hái vú sữa hoàng kim cho mọi người. Cho mọi người coi cây vú sữa hoàng kim đây. Có thùi ta. Đi hái vú sữa hoàng kim mọi người ơi. Mọi người có coi cây khay của vú sữa hoàng kim chưa? Đây tới rồi nè. Đây vú sữa hoàng kim rồi mọi người. Cái trái y chang trái ổi vậy á. À, đây. Cho mọi người coi cái trái nó nè. Đây, trái vàng chín đây nè mọi người. Trái vàng vàng nè. Y chang trái ổi vậy đó thấy. Nè. Từ phải ăn hái đi. Đây rồi. Đây, cái trái chín nè, tôi thấy. Đây là trái chín rồi nè mọi người. Quá trời luôn vậy. Ồ, y chang trái lê kim ma luôn. Này. Mà trái sống thì chang trái ổi. Có trái đây. Tức ngắt rồi sao hả? Vậy được. Từ đi. Đi qua đây cây bên đây mọi người. Đây. Cây này có trái, cây này bự hơn nè. Từ từ đợi đợi tí. Ồ cây này mới bự nè mọi người. Này hái trái lên đây đi. Sữa gì kỳ vậy? Đây. Wow. Ghê chưa? Ôi ôi. Ghê chưa? Ôi Út nó leo lên hái nè. Cái này ấy đâu lên mà nó nhảy cái tay. Ê bên kia ấy. Đó đó, kêu hí lên hái. Dạ thôi. Đây nè hí, lên đây nè. Ấy chà, đụ má té. Ôi được 3 trái nè mọi người. Con hí nó leo lên nó hái nè. Đây là cái vú sữa hoàng kim nha. Đó. Hay còn gọi là vú sữa lê. Ôi trái đó bự quá mà chưa chín hả? Sao cầm được? Mày cầm sao cầm được? Đây một cái bá luôn nè. Đây nè, đây cũng bằng chín rồi nè. Nó chưa chín mà nó mềm mèo rồi đó. Hả? Chưa chín mà nó mềm rồi nè. Sao chưa chín mà mềm kì vậy? Thôi cái nãy chín mình nó cứng. Ê còn không hái vô đi chú. Ê sao chưa chín mà mềm? Ê đây cũng mềm nữa nè. Ôi rồi. Giống một cơm á. Đâu mềm không? Mềm không? Tái này mềm mèo. Kìa. Ui mà tái nào cũng mềm nữa. Dạ. Cái hết nó cũng mềm đó nè. Ôi nó sống cũng mềm. Được 4 trái luôn nè mọi người. Thôi vẫn hái để chín rồi hả? Ê tiền hái luôn rồi kìa. Ây đó, chờ một cái mi con cái cây nè. Thôi đi coi còn nữa không? Hình như hết hay gì ấy rồi. Hết rồi phải không? Đây được 4 trái nè mọi người. Hết chưa? Đây hai đứa nó ngồi ăn chút sữa nè. Mời mọi người ăn chút sữa với mình nha. Giờ cận cam ơi, giờ cận cam ơi. Giờ cận cam cho thấy chút sữa rồi. Khoan để cho lấy nét rồi. Rồi. Nhiều quá. Thơm không? Thơm không hai đứa? Một cái hả? Cắn thử cái đi. Thơm không hai đứa? Cái này ngọt hơn. Nhưng mà hai đứa thấy nhưng mà mày thấy vú sữa này với vú sữa mình, vú sữa nào ngon hơn? Vú sữa kia ngon hả? Đúng không? Vú sữa kia ngon. Cái kia nó béo. Cái này nó chỉ có hơn giòn hơn thôi. Nhưng mà nó đọc cái là một trái là một hột đúng không? Không, với lại nó có cái mùi. Hỏi mẹ Tiên ăn thì không thấy cái trái nào mà hai hột á. Một hột thôi. Đúng rồi. Hai bên Likima có hột. Này làm này giống như trái lê kim ma. Có cái mùi của. Cái mùi gì ta? Có cái mùi. Cái mùi gì ngộ ngộ. Cái mùi đen lắm. Ừ cái mùi gì ngộ ngộ. Này nó chỉ có được giòn thôi ha. Nhưng mà cái vị vú sữa của mình nó ngon hơn. Chứ nó không ngon bằng vú sữa kia. Nhưng mà vậy mà anh này vú sữa này mắc hơn vú sữa kia mát chứ. Anh nó màu vàng tết nhìn chết chân cái gì vàng người ta đều thích. Hai muốn nhà đầy vàng không? Bye bye, hẹn gặp mọi clip tiếp theo nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye hai đứa. Bye bye. Bye bye.